Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là kết hôn cưới hỏi. Kết hôn cưới hỏi. Đó. Thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, như quý vị đã biết ấy, cái tháng 2 âm lịch nó khởi từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến ngày 21 tháng 3 dương lịch. Đó. Ngày mùng 1 nó là ngày kỷ dậu và tháng 2 là tháng ất mão là tháng đủ có 30 ngày. Thì để lựa chọn ra được một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc kết hôn kế hoạch thì chúng ta sẽ dựa vào cái tài liệu là ngày tốt tuần thư, Cái cuốn sách ngày tốt tuần thư này để, để tiến hành là lựa chọn đúng không? Và các bạn sẽ xem trang 171. Trang 171 thì nó sẽ có 40 tiêu chí, 40 tiêu chí để lựa chọn ra được một cái ngày tốt cho chúng ta tiến hành công việc là, là kết hôn kế hoạch. Vậy nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng những ngày tốt này. Đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào việc tìm ra những cái ngày tốt trong cái tháng 2 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc là kết hôn kế hoạch. Thì trong tháng 2 âm lịch ấy, đầu tiên để lựa chọn ra được một ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Thì tại vì trong một ngày lúc nào ẩn ẩn tàng những cái hung tinh và những cái cát tinh, những những cái hung tinh nó ảnh hưởng đến cái việc hôn nhân thì bao gồm những cái hung tinh sau. Những cái ngày chúng ta cần phải loại, loại bỏ đó là ngày đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng 2 âm lịch ấy, thì nó sẽ là ngày tí và ngày xíu. Ngày tí và ngày xỉu thì ngày tí thì chúng ta sẽ có 3 ngày là mùng 4 là ngày nhâm tí này, 16 là ngày giáp tí và ngày 28 là ngày bính tí. Ngày xỉu chúng tôi có ngày mùng 5 là ngày Quý xỉu này, 17 là ngày Ất xỉu và ngày 29 là ngày Đinh xỉu Thì hai ngày này là hai ngày sát chủ, ngày tí là sát chủ, sát chủ dương và ngày xỉu là sát chủ âm mà chúng ta cần phải loại bỏ, không dùng. Đó. Ngày xấu thứ hai mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 2 âm lịch thì nó sẽ là ngày Thìn. Nó sẽ gồm có hai ngày mùng 8 là ngày Bính Thìn và ngày 20 là ngày Mậu Thìn. Thì đây cũng là hai ngày xấu mà chúng ta không nên tiến hành công việc kết hôn. Tiếp theo ngày xấu thứ ba mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Tam Nương. Ngày tam nương chúng ta sẽ có 6 ngày, mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Tân Hợi. Ngày mùng 7 thì nó là ngày Ất Mão. Ngày 13 nó rơi vào ngày Tân Dậu. Ngày 18 thì nó là ngày Bính, Bính Dần. Ngày 22 nó là ngày Canh Ngọ và ngày 27 nó là ngày Ất Ất Hợi. Đó là 6 ngày tam nương mà chúng ta cần tránh. Tiếp đến là chúng ta cần loại bỏ ra ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì sẽ có mùng 3 ngày, mùng 5, 14 và 23. Mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày Quý Sửu này. Ngày 14 thì nó sẽ là ngày ngày Nhâm Tuất. Và ngày 23 thì nó là ngày tân mùi đó Ngày xấu nữa mà chúng ta cần loại bỏ đó là ngày vãng vong Ngày vãng vong trong cái tháng 2 thì nó sẽ là những ngày tị Những ngày tị, đúng không? ngày tị là phạm vãng vong Vãng vong này, chúng ta không dùng nhé Tiếp theo là chúng ta loại bỏ đến ngày dương công kỵ Ngày dương công kỵ trong tháng này nó là ngày 11 Ngày 11 thì nó chính là ngày, ngày kỷ mùi Đó Ngày xấu thứ 7 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày nguyệt kiến Thì tháng này là tháng mão, thì kiến tại mão đó, thì những ngày mã chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng trước khi sử dụng tiếp theo là ngày thứ 8 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày gì ngày nguyệt phá thì tháng này tháng mão động mão dậu tương xung vậy chi là ngày ngày dậu thì nó sẽ là phạm ngày nguyệt nguyệt phá chúng ta không sử dụng nó sẽ có 3 ngày mùng một là kỷ dậu này 13 tân dậu và ngày 25 là ngày quý dậu đó tiếp theo ngày thứ 9 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày trực bình ngày trực bình thì nó là ngày ngọ thì cái ngày trực bình này này các bạn cũng cần phải xem xét kỹ trước khi sử dụng Ngày thứ 10 chúng ta cần xem xét đó là ngày trực thâu, ngày trực thâu là ngày tí thì ngày tí nó phạm người sát chủ rồi không phải xem xét gì nữa, chúng ta bỏ luôn đúng không ạ? Bỏ không dùng. Tiếp đến là ngày ngày trực bế thì nó sẽ là ngày dần. Ngày dần thì các bạn xem xét nhé nếu mà có các khung tinh các cát tinh nhiều cát tinh thì các bạn vẫn có thể xem xét dùng được. Đó nó là ngày trực bế. Đó. Tiếp đến là ngày thứ 12 là ngày trực mãn, ngày trực mãn thì nó là ngày ngày tị, đúng không ạ? Ngày trực mãn là ngày tị đây kiến trừ mãn luôn trừ mãn là ngày tị thì các bạn cũng cần phải xem xét khi sử dụng hơn nữa lại phạm ngày vãng vong rồi thì tốt nhất là cũng không nên dùng tiếp đến là chúng ta kỵ ba ngày tam sát ngày kiếp sát ngày tay sát và ngày nguyệt sát thì trong tháng này kiếp sát nó ở thân kiếp sát nó ở thân tai sát nó ở dậu tai sát là dậu và gì nguyệt sát nguyệt sát thì nó ở nó ở tuất vậy nên ba ngày này các bạn cũng phải hết sức lưu tâm khi mà khi mà sử dụng nhé tốt nhất không dùng là hơn Tiếp theo ta xét đến ngày thứ 15, 16 là ngày nguyệt hình. Ngày nguyệt hình trong tháng này là mão tí là hình nhau đúng không ạ? Vị trí là ngày tí chúng ta không dùng. Ngày thứ 17 là ngày nguyệt hại. Nguyệt hại thì là nó là những ngày thìn, mão và thìn là là hại nhau. Vậy nên chúng ta cũng sẽ bỏ, không dùng ngày thìn. Ngày xấu tiếp theo là chúng ta ngày thứ 18 ấy, là ngày nguyệt yếm. Ngày nguyệt yếm thì nó sẽ rơi vào những ngày dậu đúng không ạ? Ngày dậu thì đây là phạm nguyệt yếm này. Ngày thứ 19 chúng ta cần bỏ là ngày thiên sứ Ngày thiên sứ là ngày tí, nó là ngày thiên sứ Thì không sử dụng được Ngày thứ 20 chúng ta cần lại bỏ nó ngày đại thời Ngày đại thời nó là ngày, ngày tuất Ngày tuất là đại thời này Tiếp theo Ngày thứ 21 là ngày tứ kỵ Tứ kỵ thì nó là ngày giáp Tý là ngày 16 này Tứ kỵ Tứ kỵ không dùng được Đấy, ngày nữa cần lại bỏ nó ngày tránh tứ phế Ngày tránh tứ phế là ngày canh thân và ngày tân dậu canh thân là ngày 12 này là tránh tứ phế này và ngày tân dậu là ngày 13 này, cũng là tránh tứ phế thì chúng ta không dùng à, cuối cùng là ngày tứ cùng ngày tứ cùng là ngày ất hợi là ngày 27 thì nó chung với ngày tam lương thì chúng ta không sử dụng nữa đó và ngày thứ 24 là ngày gì ngày ngày ngũ ly thì ngày ngũ ly cũng là một chữ ngày xấu mà chúng ta không nên dùng trong việc kết hôn cưới hỏi cái ngày này, này cũng cực kỳ kiên kỵ ở trong cái ở trong cái ngọc hạp thông thư ấy, trong thông thư thì cũng cũng nói về những ngày ngũ ly và ngày bắt chuyên cũng như là ngày ngũ mộ thì chúng ta không nên dùng cho việc kế hoạch nhé thì ngày ngũ ly bao gồm những ngày sau này ngày giáp dần giáp dần là ngày mùng sáu ngày ất mão là ngày mùng bảy này tiếp theo là ngày bính ngọ bính ngọ đinh tị đúng không? đinh tị trong tháng này là ngày mùng chín không dùng này à, bính ngọ thì trong tháng này không có ngày mộ thìn ngày mộ tuất ngày mộ thìn là ngày hai mươi này không dùng được này mộ tuất thì trong tháng này không có này ngày ký xíu ngày ký mùi Ngày ký xíu không có ngày ký mùi là ngày 11 thì nó chung là ngày dương không kỵ rồi đó ký xíu ký mùi ngày canh thân tân dậu nhâm tý và quý hợi canh thân là ngày 12 này tân dậu 13 này nhâm tý này nhâm tý là ngày mùng bốn này và quý hợi là ngày 15 thì đó là những ngày không sử dụng được tiếp theo chúng ta kỵ những ngày bát chuyên nữa ngày bát chuyên bao gồm những ngày đinh mùi ngày kỷ mùi kỷ mùi này phạm bát chuyên này ngày canh thân ngày giáp dần canh thân là ngày 12 này ngày giáp dần là ngày là ngày mùng 6 này Tiếp theo là ngày quý sửu, quý sửu là ngày mùng 5, đó, thì đó là những ngày ngày bắt chuyên không dùng được. Và cuối cùng là ngày ngũ mộ. Ngày ngũ mộ thì trong tháng 12 ấy, ngày ngũ mộ trong tháng. Và cuối cùng là ngày ngũ mộ, ngày ngũ mộ trong tháng 2 nó là ngày ất mùi. Thì trong tháng này không ngày ất mùi, đó. Như vậy là chúng ta đã vừa loại bỏ ra 26 cái ngày xấu nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc hôn nhân. Và bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái ngày tốt tuần thư. Dựa vào sách ngày tốt tuần thư tiếp theo để tìm ra được những cái gì những cái ngày tốt nhất để chúng ta tiến hành công việc là kết hôn kế hỏi để cho được thuận lợi và hành, hành thông thì cái cắt tinh đầu tiên cho việc cưới hỏi nó là sao thiên nguyện thì thiên nguyện trong tháng này nó sẽ là ngày canh tuất nhưng mà canh tuất thì phạm nhiều cái xấu ta không chọn tiếp đến là gì ngày dân nhật là những ngày ngọ ngày ngọ thì chúng ta có ngày 22 ngày canh ngọ thì phạm người tam lương như vậy còn ngày mùng 10 thì chúng ta xét xem tiếp xem có sao tốt nữa không thì chúng ta chọn ngày thiên đức thì nó sẽ là những ngày thân ngày thân nhưng phạm về kiếp sát thì chúng ta không nên dùng Đấy. tiếp theo là ngày thiên đức hợp là ngày tỵ ngày tỵ thì phạm võng vong đó ngày nguyệt đức là những ngày giáp ngày giáp này chúng ta có ngày giáp dần giáp dần thì bị phạm vào phạm vào cái ngày ngũ ly hơn nữa lại phạm ngày bát chuyên vậy chúng ta không dùng được tiếp theo nữa là đến ngày đến ngày nguyệt đức hợp nguyệt đức hợp là ngày kỷ ngày kỷ thì chúng ta có ngày 10, 21 là kỷ tỵ và ngày 11 là ngày kỷ mùi và ngày mùng 1 là ngày kỷ dậu thì tất cả những ngày này đều là những ngày xấu tao dùng được tiếp theo chúng ta chọn đến ngày thiên xá ngày thiên xá là ngày mậu dần là ngày 30 Đúng không? chúng ta ngày 30 là ngày mậu dần ngày mậu dần có thiên xá nó xóa hết các tội lỗi vậy nên có thể dùng được à, tiếp theo ngày nguyệt ân ngày nguyệt ân là một sao tốt là những ngày đinh ngày đinh thì trong tháng này sẽ có những ngày là mùng 9 là đinh tỵ này mùng 9 đinh tỵ này ngày uh, 19 là đinh mão này và ngày 29 là đinh sửu thì chỉ có ngày đinh mão là có ít cắt tinh thôi thì có ngày 19 đinh mão thì các bạn có thể lựa chọn đinh mão đó là ngày thứ thứ hai tiếp đến là ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh thì ngày đinh chúng ta chọn rồi bây giờ còn ngày bính ngày bính có ngày mùng 8 là ngày bính thìn này ngày 18 là ngày bính dần thì phạm ngày tam lương và ngày 28 ngày bính tý thì phạm ngày tứ kỵ thì không dùng được đó như vậy là những ngày bính chúng ta không chọn được tiếp theo là ngày thời đức là những ngày ngọ Đấy, như vậy là trong tháng này ngày ngọ cũng rất nhiều sao tốt nó có gì nó là ngày dân nhật này hơn nữa nó là có gì có thời đức ngày thời đức nữa vậy nên các bạn có thể lựa chọn cái này chọn ngày ngọ thì có ngày mùng 10 mùng 10 là ngày mộng ngọ ngày mộng ngọ thì chọn được nhá tiếp đến là chúng ta chọn đến chọn đến ngày tam hợp tam hợp của ngày hợi và ngày mùi thì hợi và mùi trong cái tháng này ngày hợi ngày quý hợi ngày quý hợi thì nó sẽ bị phạm vào cái ngày ngũ ly ngày ngũ ly nên chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ cân đối kỹ trước khi sử dụng tiếp theo có ngày thiên hỷ cũng là ngày hợi đúng không ạ và ngày lục hợp là ngày tuất à, cái ngày hợi có thiên hỷ vậy nên các bạn nhỉ vừa có thiên hỷ lại vừa có được tam hợp dạ. vừa được tam hợp vừa được thiên hỷ vậy nên các bạn có thể là lựa chọn là ngày này nhé ngày quý hợi là ngày ngày 15 là ngày quý hợi đó và bên cạnh đó thì cái ngày tị trong tháng này cũng có rất nhiều cái sao tốt nó đau đến vì nó có thiên đức hợp này Bên cạnh đó là ngày nhất là ngày đinh tỵ ấy. ngày đinh tỵ lại được có nguyệt ân. Có nguyệt ân. Đấy, vậy nên các bạn có thể chọn ngày mùng 9. Ngày đinh tỵ. Và ngày 21 ngày kỷ tỵ, 21 kỷ tỵ. Hai ngày này phạm hai cái ngày mình, mùng 9 và 21 nó phạm ngày vãng vong. Nhưng bên cạnh đó nó lại có gì? Nó lại có cái với ngày ngày mùng 9 đinh tỵ ấy. Đinh tỵ thì nó có nguyệt ân này. Còn ngày kỷ tỵ thì nó là người người Đức hợp vậy nên các bạn có thể chọn được nhé đó như vậy là gì trong cái tháng 2 âm lịch cái việc kết hôn kế hoạch ấy chúng ta sẽ có 6 ngày tốt 6 ngày tốt để kết hôn kế hoạch trong cái tháng 2 âm lịch thì đó là ngày đầu tiên là ngày 30 là ngày mậu dần này ngày 19 là ngày đinh mão ngày mùng 10 là ngày mậu ngọ ngày 15 là ngày quý hợi ngày mùng 9 là ngày đinh tỵ và ngày 21 là ngày kỷ tỵ thì đó là 6 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc kế hoạch à, thưa quý vị như vậy tôi đã vừa sử dụng cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những ngày tốt nhất trong cái tháng hai âm lịch để chúng ta tiến hành công việc kết hôn kế hỏi. Thì các bạn quan tâm đến quyển sách ngày tốt toàn thư, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với số 0989 34 9119 để được biết thêm chi tiết về cái cuốn sách này. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.